xin chào tất cả các bạn, xin thân mến nhé. Chào mừng các bạn đã đến với tiết học của cô ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta đó là bài giải bài toán 3 bước. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi thực hiện từng phần bài tập 1 các bạn nhé. Và phần đầu tiên mà cô muốn hướng dẫn chúng ta cùng thực hiện đó là phần hoạt động. Cô sẽ tính nhanh ra nháp cho chúng ta nhé. Hoạt động. Và như các bạn đã thấy trên màn hình, phần hoạt động của chúng ta thì gồm có 2 bài tập. Chúng ta đi vào bài tập đầu tiên, tập số 1. Và mời các bạn cùng quan sát và đọc đề bài cùng cô. Mai đến cửa hàng văn phòng phẩm mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 8.000 đồng và mua 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp giá 25.000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền? Sau khi đọc xong đề toán như vậy rồi thì các bạn có biết được bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì không? Như chúng ta đã biết, Mai đến văn phòng để mua 5 quyển vở và 2 hộp bút chì màu. Và chúng ta cũng biết được rằng giá của mỗi quyển vở là 8.000 đồng và giá của mỗi chiếc hộp bút chì màu là 25.000 đồng. Vậy thì chúng ta có tính được số tiền mà Mai phải trả cô bán hàng không? Vậy thì để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cùng đi vào phần bài giải. Đầu tiên là cô cùng các bạn sẽ phải đi tính số tiền của 5 quyển vở và tính số tiền của 2 hộp bút chì màu. Bây giờ chúng ta sẽ có lời giải đầu tiên, đó là số tiền bạn mua 5 quyển vở là. Như các bạn đã thấy rằng là một quyển vở thì bạn mua hết 8.000 đồng, thì chúng ta sẽ lấy 8.000 nhân với 5. Và các bạn thực hiện tính nhanh cho cô phép tính này, bằng 40.000 đồng. Và sau khi tính được số tiền của 5 quyển vở rồi thì chúng ta cùng nhau đi tính số tiền của 2 hộp bút chì màu. Và chúng ta đã biết rằng là giá của một hộp là 25.000 đồng. Chúng ta nhân với 2 và thực hiện tính nhanh cho phép tính này, cô được kết quả là 50.000 đồng. Vậy là đến đây chúng ta tính được số tiền bạn Mai mua 5 quyển vở và 2 hộp bút chì màu. Vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của bài toán ngày hôm nay các bạn nhé. Mai phải trả cô bán hàng số tiền là. Bán hàng số tiền là. Chúng ta lấy tiền của 5 quyển vở là 40.000 đồng cộng với số tiền của 2 hộp bút chì màu là 50.000 đồng. Kết quả là 90.000 đồng. Đến đây chúng ta thực hiện đáp số là 90.000 đồng. Và 90.000 đồng đây chính là số tiền mà Mai phải trả cho cô bán hàng. Tương tự như vậy thì mời các bạn cùng chuyển sang bài tập số 2. Bài số 2 này. Chia 40 quả táo vào các túi, mỗi túi 8 quả và chia 36 quả cam vào các túi, mỗi túi 6 quả. Hỏi số túi táo hay số túi cam có nhiều hơn và nhiều hơn mấy túi? Các bạn hãy nhìn vào dữ kiện của bài toán cho chúng ta biết. Bài cho chúng ta biết là 40 quả táo chia ở các túi này và mỗi túi 8 quả. 36 quả cam chia vào mỗi túi và mỗi túi có 6 quả. Và bài hỏi là số túi táo sẽ nhiều hơn số túi cam hay là số túi cam nhiều hơn số túi táo? Và nhiều hơn đây là mấy túi? Vậy thì để biết được câu trả lời là gì thì mời các bạn cùng đi vào phần bài giải. Đầu tiên, theo các bạn chúng ta phải tìm số túi của loại quả gì trước? À, chúng ta sẽ tìm số túi của 40 quả táo là... Chúng ta sẽ lấy 40 quả mà cô chia cho số quả của mỗi túi là 8. Và đây cô thực hiện nhanh phép tính này. 40 chia 8 bằng 5. Đơn vị là túi. Tiếp theo, cùng với cách tìm số túi của 40 quả táo thì chúng ta đi tìm số túi của 36 quả cam. Là chúng ta lấy 36 quả, cô chia số quả của một túi là 6. Và ở đây cô có 6 túi. Vậy là chúng ta tìm được số túi của 40 quả táo và số túi của 36 quả táo. Và nhìn kết quả của hai lời giải này chúng ta biết được rằng là số 6 thì sẽ lớn hơn 5. Vậy thì ở đây chúng ta biết được là số túi cam sẽ nhiều hơn số túi táo. Vậy chúng ta sẽ có là vậy số túi cam nhiều hơn số túi táo là...
Chúng ta lấy số túi cam là 6 trừ đi số túi táo là 5, cô được 1 túi. Vậy ở đây chúng ta có đáp số như sau. Đáp số túi cam nhiều hơn túi táo là 1 túi. Là 1 túi. Đúng nào? Và đến đây là cô đã hướng dẫn chúng ta xong hai bài toán ở phần hoạt động. Và ngay bây giờ thì mời các bạn cùng chuyển sang phần luyện tập các bạn nhé. Phần luyện tập như các bạn đã thấy ở trên màn hình. Và phần luyện tập này thì gồm có 4 bài tập như các bạn đã thấy. Và bây giờ mời các bạn cùng đi vào bài tập số 1. Hãy quan sát và đọc đề bài cùng cô. Đàn vịt nhà Bắc Đào có 1.200 con. Đàn vịt nhà Bắc Mận có ít hơn đàn vịt nhà Bắc Đào là 300 con. Đàn vịt nhà Bắc Cúc có nhiều hơn đàn vịt nhà Bắc Đào là 500 con. Hỏi số vịt nhà Bắc Đào, Bắc Mận, Bắc Cúc có tất cả bao nhiêu con? Và các bạn thấy bài toán cho chúng ta biết nhà Bắc Đào là có 1.200 con. Nhà Bắc Mận là số vịt là ít hơn nhà Bắc Đào là 300 con. Đàn vịt nhà Bắc Cúc lại có nhiều hơn đàn vịt nhà Bắc Đào là 500 con. Và bài toán hỏi số vịt của cả nhà ba Bắc là bao nhiêu. Vậy theo các bạn chúng ta cần phải thực hiện bước tính gì đầu tiên? Mời các bạn cùng đi vào phần bài giải cùng cô nhé. Chúng ta đã biết được số vịt nhà Bắc Đào rồi thì chúng ta chỉ cần tính số đàn vịt nhà Bắc Mận và số đàn vịt nhà Bắc Cúc. Cô sẽ có lời giải như sau. Số con vịt nhà Bắc Mận có là, đúng nào? Số con vịt nhà Bắc Mận. Chúng ta cùng nhìn này. Đàn vịt nhà Bắc Mận có ít hơn đàn vịt Bắc Đào. Ít hơn thì chúng ta chỉ lấy số đàn vịt nhà Bắc Đào 1.200 con trừ đi 300 con thì chúng ta có kết quả nhanh ở đây là 900 đơn vị là con vịt. Đúng nào? Vậy sau khi tính được số đàn vịt nhà Bắc Mận rồi thì chúng ta đi tính số đàn vịt nhà Bắc Cúc. Số con vịt nhà Bắc Cúc có là, ở đây các bạn thấy này, đàn vịt nhà Bắc Cúc nhiều hơn đàn vịt nhà Bắc Đào là 500 con. Vậy chúng ta lấy đàn vịt nhà Bắc Đào là 1.200 cộng với 500 con. Tính nhanh ở đây chúng ta được 1.700 con vịt. Và sau khi đã biết được số con vịt của cả nhà ba bác rồi thì chúng ta hãy đi trả lời câu hỏi của bài giải ngày hôm nay. Đó là số vịt của nhà Bắc Đào này, Bắc Mận, Bắc Cúc có tất cả là, chúng ta lấy số đàn vịt của Bắc Đào là 1.200 con cộng với nhà Bắc Mận là 900 con cộng với nhà Bắc Cúc là 1.700 con. Và các bạn hãy thực hiện nhanh kết quả ra nháp cho cô phép tính này nhé. Và kết quả cuối cùng cô tìm ở đây là 3.800 con vịt. Đáp số là 3.800 con vịt.